Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Trọng để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Ê, chào em. Dạ em chào thầy Tấn, em chào các cô chú anh chị em bằng xa xem cơm mai vàng quê dừa em. Thì hôm nay em có đem về là 29 cây mai giảo lá gai nữa để phục vụ các cô chú anh chị em mình chơi. Địa chỉ của em là 6 Sân Bình Tây, huyện Bình Tây, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của em là 0943048507, số là số Zalo luôn. Hình thức của em hôm nay cũng là bao ship toàn quốc. Thì mai này cũng là mai giảo hạt riêng tại Cần Nguyên Thủy. Em bứng về cũng chung lô với mấy lô trước anh. Thì em có cái này em còn ế lại là 12 cây. Thì cái này em bán lô. Thì cái này hoành là từ 18 đến 22. Cái này là lô phải không? Dạ cái này lô 12 cây anh. 12 mua chốt cây. Hết là em để 700 ngàn một cây. Mình nhắc lại cái hoành đi em. Dạ hoành từ 18 tới 22 anh. 18 tới 22. Dạ. Rồi quý vị nghĩ sơ qua cái hang. Dạ. Bình quân là 700 ngàn 700 cây. 700 ngàn một cây. Ship sao em? Dạ này em bao ship toàn quốc luôn anh. Bao ship toàn quốc luôn. Dạ. Có tổng cộng 12 cây. Dạ. Rồi vậy mình vào cây lẻ anh. Rồi để quay sơ sơ cho quý vị. Dạ. Cái đây nữa em. Hoành từ 18 tới 22. Rồi. Đây quý vị. Bao ship cho quý vị toàn quốc ha. 700 ngàn. Một lô nha quý vị. Bình quân. Rồi, mình lên quay giới thiệu cho quý vị một số cây lẻ ở phía trước đây ha. Đây, lô mới về đây. Quá xá luôn, lá xanh mướt luôn. Dạ thì giờ mình vào cây bán lẻ anh. Rồi cây lẻ ha. Dạ. Mã số 1 ha. Dạ này mã số 1. Rồi chiều cao tán ngang luôn. Dạ chiều cao này anh chiều cao tán ngang anh ước lượng giùm em đi. Rồi ha. Rồi này cao chắc khoảng 1m4 đi ha, tán ngang chắc khoảng 1m3 1m4 gì đó. Dạ. Đó tàn tròn. Này thì giá hồ riêng tại Cành Nguyên Thủy, bông thì em bao cho đại gia đình mình chơi luôn từ 72 cánh ha. Tàn đặc kẹo bự chẳng luôn. Bông ha. Thì yên tâm gì mặt bông. Này có củ nở phật phè. Xinh xinh. Mình thân là 22. 22. Rồi xe xây luôn, tay cành đế luôn. Dạ. Có đế có tay cành luôn ha. Mã số 1 em giao lưu giá 1.2 triệu anh. Rồi 1.2 triệu quý vị. Đàn quá xá đẹp luôn. Xuống cây. Rồi mã số tiếp theo số 2. Mã số 2. Rồi chiều cao này khoảng tầm 1m4 luôn. Tán ngang chắc khoảng 1m3 luôn. Mít đẹp quá. Tàn tròn đẹp. Dạ. Kính tàn ha. Dàn xương nóng rất là lực luôn ha. Trong mai này đa số củ nở đến nơm hết. Rồi hoành luôn. Thân là 21. Rồi xe xe luôn. Rồi giao lưu nhiêu đây? Dạ em giao lưu với giá 1.1 triệu anh. Rồi 1.1 triệu. Rồi xuống cây. Mã số 3. Rồi mã số 3 ha. Rồi em này thì cao khoảng tầm là 1m6, tán ngang khoảng là 1m2. Dạ. Lá thì xanh âm hết trơn ha. Dạ. Mình thân là 21 anh. Rồi xe xe luôn em. Mình giao lưu giá 1.1 triệu luôn anh. Rồi 1.1 triệu. Em này dán phải lắc nhẹ ha. Dạ. Rồi xuống cây. Nhẹ có gì. Mã số 4. Rồi mã số 4. Chiều cao em này khoảng 1m7 nha quý vị. Rồi tán ngang khoảng là tầm 1m2 ha. Tàn kính luôn. Dạ. Đó. Tàn thì được cắt tỉa đẹp ha. Kính tàn ha. Kính tàn. Tàn rất kính. Mình thân là 20 rưỡi em tính 20. Mã số 4 này em giao lưu giá 1.2 triệu anh. Tay cành cũng đẹp ha. Dạ tay cành nóng trong lực lắm nha, bự cây chất lông hết. Rồi xuống cây. Mã số 5. Rồi mã số 5. Tàn kính mít luôn. Rồi cao khoảng 1m5 ha. Tán ngang này chắc khoảng 1m3 1m4 gì đây. Tàn kính. Anh hào thử. Thử coi. 1m5 luôn anh ạ. 1m5 luôn ha. Hết thức dây luôn ha. Hết thức dây luôn. 1m5 luôn. Quá sát cái tàn. Tàn bự quá ha. Đây trống trống dễ quay tay cành. Đây. Đoạn dưới ha. Dạ đoạn dưới. Rồi hoành luôn. Củ nở phè luôn. Đa số củ nở đi nôm hết. Mình thân là 23. Rồi có cái củ đế luôn. Em giao lưu giá 1.4 triệu anh. Rồi mà số 5 4. Rồi xuống cây.
Rồi, số 6. Em lùng lực nha. Tại cành xè ngang hết, rất là đẹp luôn. Rồi, cao khoảng 1,5 m ha, tán ngang tính khoảng 1,2 m hơn, tính 1,2 m đi cho chắc ha. Dạ. Nói chung là anh cứ ước lượng đi. Cái chiều cao với tán ngang thì các cô chú anh chị em gần xa thông cảm giùm em, giùm cái xê dịch chút xíu, còn cái hoành thì chính xác. Là chính xác. từ dư tới dư luôn. Anh đo em tự hào dữ lắm. Từ đủ tới dư. Dạ. Thân là 17. Rồi, xây luôn. Nói gì nhớ tại cành ha. Cây này hoành nhỏ, giá nhỏ luôn anh. Em giao lưu giá 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Mã số 6. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, số 7. Rồi, số 7 quý vị. Rồi, chiều cao này cũng khoảng 1m45 ha. Tán ngang chắc khoảng 1m2, 1m3 gì đây nè. Đây, đọt chủ nó đây. Dạ. Rồi, cái tàn thì ở dưới đây thì kính mít ha. Này kiếm chỗ trống trống để quay cũng hơi bị khó. Khó à, chỉ trống trống ở dưới đây đây, bên đây anh, bên đây. Ồ, dàn xương không hết biết dàn xương. Đây là trống trống ha. Dạ. Thân là 20,5, em tính 20. Rồi, xây luôn. Em giao lưu giá 1,2 triệu, mã số 7. Rồi, 1,2 triệu ha. Rồi, xuống cây. Mã số 8. Rồi, mã số 8 luôn. Em này cao chắc khoảng 1,7 m cao nha quý vị, tới đỉnh đọt hơn khoảng 1,7 m ha. Tán ngang em này chắc khoảng 1,4 m ngang quý vị. Nó 1,4 m chứ nếu mà đo ra chắc hết thước ạ. À. Tán cũng rộng lắm nha. Đọt chủ rõ ràng đây ha. Dạ, mai này là một thân một cốt ha. Da toàn bộ là da ếch không? Hôm mai lại phát triển. Tán lớn nha. Rồi, qua. Thân 20. Rồi, 20 có củ đế đâu luôn nè. Dạ. Rồi, giao lưu như đen. Mã số 8 này em giao lưu giá 1,3 triệu anh. Rồi, 1,3 triệu, rồi xuống cây. Hết sức cái mai luôn. Mã số 9. Rồi, mã số 9. Rồi, cao tầm chắc khoảng 1,6 m ha. Dạ. Rồi, tán ngang chắc khoảng 1,2 m. Em này đây, thì chân lên trong 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 dựng xây nó nha. Dạ. Đây, đọc chủ của gì rồi, tay cành nè, này cũng trống trống dễ quay ha. Đó, tay cành phân bố cũng đều ha, cái gì em. Em này bể nách để lên xù cũng hơi rồi, bị khá khá rồi. Dừng lại cái ha. Dạ. Đây. Dựng cái lá. Lá bự dưới ha. Dạ. Bên đây nhiều hơn nha anh. Bể nách nhiều ha. Dạ, xuống tới dưới này. Dạ, dàn đây luôn. Đây. Đây. À. Đây. Đó, cây này nó cũng hơi nhiều nhiều á, hàng tương lai à ha. Dạ. Lên này nó lên cục cục hết trơn. Ha. Bọng ha. Dạ. Rồi, hoành luôn. Thân là 23. Rồi, giao lưu như đem. Em giao lưu giá 1,4 triệu mã số 9. Rồi, 1,4 triệu ha. Rồi, xuống cây. Mã số 10. Rồi, mã số 10 rồi quý vị. Rồi, em này cao chắc khoảng lùng lùng này chắc 1,2 m đi. Cái này thì quá trình vận chuyển thôi, em bị gãy cái đọt rồi. Rồi, đọt ha. Dạ. Rồi, tán ngang khoảng 1,2 m. Gãy đọt đó thì sao nó sẽ ra lại. Tàn thì đẹp rồi ha. Dạ. Rồi, tay cành nè quý vị. Rồi, hoành luôn ha. Thân là 20. 20. Rồi, mã số 10 này em giao lưu giá 1,2 triệu anh. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, 11. Mã số 11. Rồi, tán ngang em này chắc khoảng là 1,2 m hơn ha. Mình tính 1,2 m thôi. Cao thì khoảng 1,5 m nha quý vị. Đây, đọc chủ nó đây ha. Nó tàn thì trồng vô luôn kính đất à. Ở dưới anh lia vô dưới nè, nó dàn xương nó dưới đây dễ thấy tay cành nha, tay cành quá xá nè ha. Dạ. Rồi, vô hoành luôn. Thân là 22, đem tới 52 đi. Rồi, em giao lưu giá 1,3 triệu. Rồi, mã số 11. Rồi, xuống cây.
mặt số 12. Rồi, chiều cao hôm nay chắc cũng khoảng tầm là 1,5 m có hơn ha. Dạ. Tán ngang chắc khoảng 1,3 m. Độc chủ ha, rõ ràng đó. Tàn thì kính ha, lá thì bự chảng luôn. Lá nào hết sức cái lá luôn. Bự bự. Lá nó gì coi nè. Bự có bằng 4 ngón tay mình mà. Ừ. Lá này dữ hơn. Đi lá luôn. Hôm mai này thì em bao bông đẹp luôn. 7 tới 12 cánh là tại vì em sợ mất sức, chứ nó thật sự 9 12 rất là nhiều. Thân là 21. Rồi. Giao lưu nhiêu đem? Mà số 12 này em giao lưu giá 1,2 triệu. Rồi, 1,2 triệu. Rồi xuống cây. Rồi, mã số 13 luôn. Số 13. Rồi, mã số 13 thì cao tầm khoảng 1,2 m đi ha. Dạ. Rồi, tán ngang cũng khoảng tầm 1,2 m luôn. Em này còn còn cái đây. Đột chủ cũng bị gãi. Sao nữa nó ra đột chủ mới. Dạ. Thì mình cũng báo chứ để về cho nó mất tiêu cái đột chủ. Em này cái lá cũng hết sức cái lá luôn. To. Dạ. Rồi, hoành em nói luôn ha. 21 hoành. Rồi, giao lưu như đem. Em giao lưu giá 1,2 triệu, mã số 13. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây. 14. Rồi, mã số 14 luôn quý vị. Tán ngang 1,2 m ha. Rồi, cao chắc hết tính cái đợt chủ, hết cái đợt chủ lên chắc khoảng 1,7 m ha. Đây, đợt chủ nữa nè. Tàn thì cắt tỉa như tàn thông nè. Dạ. Kính tàn ha. Rồi, hoành luôn. Có chín nè quý vị. Rồi, mặt bên trong 23 hoành. Rồi, mặt số 14 anh giao lưu giá 1,3 triệu anh. Rồi, 1,3 triệu. Rồi, xuống cây. 15. Rồi, mã số 15. Tán ngang em này mình ước lượng tầm khoảng tầm 1,1 m, 1,2 m gì đó quý vị. Còn cao chắc khoảng 1,4 m ha. Em thì cũng chạy nách rồi đây ha. Rồi tàn này nè. Kính tàn ha. Dạ. Ngày xưa em này đóng đẹp. Cắt còn do hết trời. À, em này nách bung dữ ha. Dạ. Bung bung nhóc trong này. À. Rồi. Hoành lên. Hơn là 18,5 m, em tính 18. Rồi, giao lưu như đem. Em giao lưu giá 1,1 triệu anh. Rồi, 1,1 triệu. Rồi, xuống cây. Số 16 ha. 16. Rồi, mã số 16 thì tán ngang em này mình ước lượng khoảng tầm là 1,2 m đi. Rồi, cao khoảng là 1,4 m nhưng quý vị. Tàn thì kính tàn ha. Dạ. Tàn đặc ha. Bộ lá này thì rất là to ha. Lá chảng chảng không quý vị. Thằng là 21 quanh. Rồi, xây xây luôn. Em giao lưu giá 1,2 triệu, mã số 16. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 17 luôn. Số 17. Rồi, tán ngang mình ước lượng khoảng 1,2 m luôn nha quý vị. Cao chắc khoảng tầm 1,6 m ha. Dạ. Nó đọc chủ nè. Đây, đọc chủ nó đây ha. Tàn. Còn do kính, kính tàn ha. Quá sẽ kính tàn luôn. Lô này lá bự quá. Lá bự bự không. Rồi, hoành luôn. Thân là 18. Rồi, 18 hoành. Em giao lưu giá 1,1 triệu anh. Rồi, 1,1 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo là mã số 18 ha. Dạ. Rồi, tán ngang này chắc khoảng 1,4 m quá quý vị. Còn cao tầm 1,5 m ha. Đó, tàn thì tròn đẹp nè. Cắt tỉa đẹp ha. Đó, có đọc chủ rõ ràng ha. À, một cốt. Cái cành dưới bắn lên nè. Cũng quá xa tay cành ha. Rồi, cho cái hoành em nói luôn. Thân là 22. 22 hoành.
Em giao lưu giá 1.3 mã số 18 anh. Rồi 1.3. Rồi xuống cây. Rồi mã số 19 luôn. 19. Rồi tán ngang em này. Chắc khoảng 1.3 ngang ha. Dạ. Rồi cao khoảng 1.7. 7 cao. Hết cái đọt chủ này là khoảng 1.7. Rồi cái tàn. Kính tàn ha. Nứt tức quá ha. Dạ này cũng lên cục cục vậy đó. Chứ em không có quá sụt. Cây nào sụt mà ở trên cũng có nữa mà. Dạ. Không thấy, mình không thấy. Đem xe lục cục lần hòn nhiều quá ha. Dạ, đây nó cũng lục cục lần hòn hết biết. Ở trên cũng có nữa trong. Dạ dạ đúng rồi. Rồi thì mình báo lúc. Vậy thôi. Thân là 18.5 em tính 18. Rồi. Giao lưu như đen. Giao lưu giá 1.1 triệu anh, mã số 19. 1.1 ha. Rồi, xuống cây. Rồi mã số 20 ha. 20. Rồi. Tán ngang em này mình ước lượng tầm khoảng 1.3 ha. Dạ. Rồi cao khoảng 1.6. 1.6 này chắc là chắc luôn cái gì. Đây, đọt chủ ha, rõ ràng. Mầm héo rồi. À, em dạy ra coi cánh nữa nè. Cánh quá xa cánh. Hai lớp luôn cơ mà. Quá xa cánh luôn mà nó bị héo à. Dạ, bị héo. Sâu ăn. Rồi xuống cái đoạn tay cành dưới ha, rồi hoành luôn ha. Đang là 18.5 em tính 18 anh. Rồi mà số 20 này em giao lưu giá 1.2 triệu. Cái này cái hoành hơi nhỏ mà hoành quá xa đẹp. Rồi mã số tiếp luôn mấy em. Ở số 21. Rồi tán ngang em này chắc khoảng tầm 1.2 luôn đây ha. Dạ. Rồi cao khoảng tầm 1.7 nha quý vị. 1.7 ha. Rồi đọc chủ nè. Đó. Tàn thì kính tàn ha. Bên đây trống trống dàn xương dưới đây, dàn xương nè. Này cũ nở đi nơm luôn. Thân là 21. Ha. Giao lưu giá 1.2 triệu mà số 21 luôn. Rồi 1.2 triệu. Rồi xuống cây. Số 22. Rồi 22. Rồi chiều cao. Này là đóng dàn xương quá sao lại. Tán ngang này chắc khoảng 1.2 cho là chắc. Dạ. 1.2 chắc có hơn. 1.2 cho chắc ha. Này cái bộ lá bự quá ha, vừa bự. Dạ. Vừa dài ha. À, quý vị thích những em mà vừa bự vừa dài nè. Cái này cái lá nó bên gì đây, bạch mai gì đây. Nó chơi nha quý vị. À, lá nó lá già xanh đậm dày lá. Ngàn xương như hết sức, càng giống ngàn xương ha. Rồi hoành luôn, củ xinh xinh. Cái này cái bộ lá tròn tròn và bự bự dày dày ha. Thân là 19.5 em tính 19. Em mã số 22 này em giao lưu giá 1.2 triệu anh. Rồi xuống cây lá ha, lá tròn tròn ha, còn bự nữa. Mã số 23 không em? 23. Rồi 23 cao tính 1.6 thôi nhưng quý vị. Rồi tán ngang này chắc khoảng 1.3 ha. Tàn thì cũng kính tàn ha, có đọt chủ ở trên này nhưng quý vị hả. Rồi tàn kính tàn ha. Mới về dây còn mở chưa hết. Rồi hoành luôn. Hoành là 20.5 em tính 20. Rồi em giao lưu giá 1.2 triệu luôn, mã số 23. 1.2 triệu. Rồi xuống cây. Số 24. Rồi là 44. Rồi chiều cao này chắc khoảng tầm 1.4 nhưng quý vị. Tán ngang khoảng 1.2 ha. Tàn cũng kính tàn ha. Này quay xong em sẽ xuống lá cho đỡ mất sức cây của mình ha.
lá này hết chứ, cái lá bự không ha. Lô này lá bự không. Rồi. Nếu mà đại gia đình mình có ai chốt lô thì giá nó yêu thương hơn nữa. Rồi. Mình thân là 20 rồi mai rưỡi mình tính 20. Mã số 24 này em giao lưu giá 1.2 luôn anh. Rồi 1.2. Rồi xuống cây. Rồi lên 25 luôn. 25. Đây, mã số 25. Bò cao chắc em này khoảng tầm là 1m3 ha. Dạ, ngang chắc khoảng 1m2 nha quý vị. Em này cái tàng gọn gọn xinh xinh ha. Đây đọc chủ ra. Em này tay đây cành tính là xè ngang hết trơn luôn đó chứ. Tàng đẹp nè ha. Dạ. Xinh tàng nè. À, đây gần dưới đóng đẹp ghê ha. Đây cành đặt hết trơn nha. Rồi chậm chậm nha. Rồi vô quành đi. Rồi vô quành cái ha. Thân là 18,5. Rồi xây xây một xíu nữa. Mã số 25 này em giao lưu giá 1.1 anh. Rồi 1.1 ha. Rồi xuống cây. Hai mươi sáu. Rồi tàng còn do ha. Cao nếu mà mình không tính cái đọt chủ này đi, là nếu mà quý vị không chơi cái đọt chủ đó, cắt tròn do dưới đây dạ, cũng đẹp nữa ha. Tròn do nhìn nó banh luôn. Nếu không tính cái đọt chủ nè. À, thì em đọt chủ chắc chiều cao chủ thì, mét à hả anh? Hả? Ông chị không tính đọt chủ chắc mét rồi chứ gì? Ừ, cao ngang chắc mét mấy á? Ngang chắc mét ba hả rồi đó. Có đọt chủ đưa lên á. Đọt chỗ này chủ này hơi ẹn chút, về mình vô dây mình chỉnh nó đứng lên dày là mình chơi vô tư. Rồi mình xuống vành dưới nha quý vị. Ôi là vàng xương dưới đó hết biệt. Rồi vàng xương cũng ngẹt ở dưới đây. Ngẹt dưới đây. Thân là 18. Rồi xe xe luôn. Rồi giao lưu dưới đây. Mà số 26 em giao lưu giá 1.1 anh. Rồi 1.1. Rồi xuống cây. 27. Rồi mã số 27. Rồi cao mình tính khoảng mét này chắc cũng khoảng mét 55 à. Rồi tháng ngang khoảng tầm mét 2 ha. Dạ. Rồi này... quý vị nghĩ dàn xương luôn. Bây giờ xin lỗi với tàn nha quý vị này, không có thấy xương được luôn ha. Đây, đây thấy nè. Đoạn dưới đây thì thấy được đây ha, cũng đều nè. Rồi, vành luôn ha. Thân là 21. 21 quành. Rồi số 27 này em giao lưu giá 1.2 em. Rồi 1.2. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 28. 8 này mày cao chắc khoảng tầm là 1,5 m nha quý vị. Tán ngang khoảng 1,3 m ha. Tàn tròn luôn. Đọt chủ rõ ràng đây ha. Đó. Chính là cuối của clip. Tàn đây. Tàn cũng kính tàn ha. Dạ. Rồi dàn xương trong nè. Đoạn dưới nè. À. Cái này dễ quay cái đoạn dưới nè. Vô hoành luôn ha. Thân là 20 anh. Rồi 20 hoành. Em giao lưu giá 1.2 mã số 28. Rồi 1.2. Rồi xuống cây. 29 rồi. Là cuối của clip anh. Rồi mã số 29 ha. Dạ. Tàn bự với ha, cuối clip tàn bự quá ha. Để ngày cuối mà. Em này tắt ngang chắc đo thử coi hết thước dây không em. Về thử coi. Rồi cũng hết thước dây luôn. Rồi 1,5 m đi ha. Rồi cao 1,7 m ha. Dạ. Rồi cao 1,7 m, ngang 1,5 m. Đây đọc chủ rõ ràng ha. Dạ. Tàn bự chảng ngang 1,5 m luôn. Quành chắc hơi to à. Quành 21 anh. 21 ha. Dạ. Này nách cũng chảy vậy đây. Này dạng bể, xương. Bể ha. Đó, trong đây trong trống rồi vậy quay. Cành liều quá ha. Dạ. À, dừng dừng trong. Trả lại cho anh xíu ở trong. Đây, rồi. Đó. Cành quá xá luôn ha. Rồi cái này giao lưu nhiêu đây em? Dạ mã 29 này em tri ân cho cô tới cuối clip em giao lưu giá 1.2 anh. Rồi 1.2 cho quý vị mà xem tới cuối clip ha. Dạ.
Rồi cuối clip có già lầy nói cái gì không? Dạ thì cuối clip đang cũng thành thật cảm ơn các cô chú anh chị em gần xa xem kênh xem mai clip nhà em. Thì em cũng mong cô mai em hộ em thật là cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.